Thưa quý vị, thương hiệu ô tô MG vừa chính thức ra mắt mẫu xe điện MG 4 tại thị trường Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của MG tại Việt Nam khi mang mẫu xe điện bán chạy hàng đầu tại châu Âu về phục vụ người tiêu dùng trong nước, thể hiện thông điệp tích cực Green Future for the Next Generation, xanh hóa tương lai cho thế hệ ngày mai. Xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam trong triển lãm Việt Nam Motor Show năm 2022, xe điện MG 4 đã thu hút sự quan tâm và chú ý đặc biệt từ công chúng và giới truyền thông. Với thiết kế hiện đại và sở hữu công nghệ tiên tiến, xe điện MG 4 bước đầu đã có được sự mong chờ từ những người yêu xe tại Việt Nam. Trước những phản hồi tích cực từ thị trường và nhu cầu ngày càng tăng về các phương tiện giao thông xanh, MG đã chính thức ra mắt mẫu xe này tại Việt Nam nhằm đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng. Sự kiện ra mắt chính thức của xe điện MG 4 vào ngày 1 tháng 6 vừa qua đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp giao thông hiện đại và thân thiện với môi trường tại Việt Nam của MG. Thứ nhất là cái ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6 cũng là cái ngày mà cũng thể hiện cái thông điệp của chúng tôi là muốn giữ gìn một cái môi trường xanh cho thế hệ tương lai, đó là trẻ em. Thì đấy là cái thông điệp của MG cũng mang đến đối với thị trường Việt Nam, không chỉ thị trường Việt Nam mà thị trường thế giới. Thì đấy là cái thông điệp mà chúng tôi thực sự là muốn đem đến vào một cái ngày ý nghĩa như thế này. Tại Việt Nam, xe điện MG 4 được giới thiệu với hai phiên bản Dell và Lux. Phiên bản Dell được trang bị pin dung lượng 51 kWh, đáp ứng đủ cho việc vận hành một chiếc xe điện đô thị với quãng đường di chuyển tối đa là 350 km. Trong khi đó, phiên bản Lux sở hữu pin dung lượng 64 kWh, cho công suất cao hơn và phạm vi hoạt động lên đến 450 km. Xe được trang bị công nghệ pin Cell to Pack siêu mỏng với độ dày chỉ 110mm, chức năng sạc ngoài V2L trên xe còn giúp cung cấp nguồn điện cho các thiết bị bên ngoài với công suất 2,2 kW, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị phục vụ hoạt động ngoài trời như cắm trại và dã ngoại. Xe điện MG 4 được trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ lái MG Pilot với các công nghệ tiên tiến, bao gồm 5 chế độ lái, tiêu chuẩn thể thao, tùy chỉnh đường tuyết và tiết kiệm, phù hợp với nhiều điều kiện mặt đường và nhu cầu khác nhau. Đặc biệt, chức năng One Pedal giúp điều khiển xe dễ dàng hơn chỉ với một bàn đạp. Trong khi đó, nội thất MG 4 với bản táp lô được thiết kế tối giản và tinh tế. Không gian nội thất rộng rãi với khoảng trống đầu lớn. Các tính năng nổi bật bao gồm màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch độ phân giải cao, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, giúp người lái dễ dàng kết nối và truy cập thông tin. Vô lăng hai chấu dạng ri kết bọc da cao cấp, tích hợp các nút điều khiển tiện lợi mang lại cảm giác thể thao và sang trọng. Xe điện MG 4 còn được trang bị ghế nhẹ và mỏng, không gian để chân rộng rãi với chiều dài cơ sở đạt 2.705 mm, đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng. Hàng ghế sau tùy chỉnh gập 60-40 hoặc gập phẳng cho thể tích cốp từ 363 lít đến 1.177 lít theo nhu cầu sử dụng. Như các anh đã biết thì hiện nay thì MG có rất nhiều mẫu sản phẩm trên toàn thế giới, ngoài xe xăng, xe điện, xe hybrid. Thì đối với thị trường Việt Nam thì MG coi thị trường Việt Nam là một thị trường rất là quan trọng. Do vậy là trong thời gian tới thì MG chắc chắn sẽ mang những sản phẩm mới nhất, công nghệ mới nhất cũng như là tốt nhất về thị trường Việt Nam, đó là cái cam kết lâu dài với khách hàng. Ngoài ra thì hệ thống đại lý MG hiện nay đang phát triển rất là mạnh. Không chỉ mạnh về mặt số lượng mà còn về mặt chất lượng. Điều quan trọng nhất là khách hàng sử dụng xe MG sẽ được tận hưởng một cái dịch vụ sau bán hàng tốt nhất. Đấy là cái mong muốn của thương hiệu MG, muốn thể hiện được cái tính bền bỉ cũng như cái chất lượng của mình thì cái dịch vụ mình phải hoàn hảo. Thì đấy là cái mà trong thời gian tới là chắc chắn là MG sẽ làm điều đó. Xe điện MG 4 không chỉ mang lại hiệu suất vận hành vượt trội mà còn được hỗ trợ bởi các giải pháp sạc tiện lợi và linh hoạt. Các điểm mạnh của giải pháp sạc xe điện MG 4 bao gồm hỗ trợ sạc tại nhà, có thể sạc linh hoạt tại các trạm sạc của nhiều nhà cung cấp khác nhau. Đặc biệt, tính năng sạc nhanh với bộ sạc DC 140 kW. Xe điện MG 4 có thể đạt 80% dung lượng pin chỉ trong vòng 26 phút. MG Việt Nam cung cấp gói tiện ích dành cho khách hàng mua xe MG 4, gồm miễn phí cập nhật phần mềm cho xe trọn đời và bảo hành pin 1 đổi 1 trong vòng 7 năm. Giá bán các phiên bản xe điện MG 4 tại Việt Nam cụ thể như sau.